Chương trình hợp tác của chúng ta đấy thì cũng phải nói như thế này, ban đầu thì nó là tay đôi đấy giữa IG và cái viện nghiên cứu tôn giáo, mà lúc đó tôi là người phụ trách những cái năm ấy, những năm đầu tiên ấy. Nhưng mà dần dần thì qua hợp tác thì tôi nghĩ rằng cái chương trình này, cái dự án này nó không phải chỉ đóng khung tay đôi mà nó còn mở rộng ra một số trường đại học của Mỹ, đặc biệt là DU, tức là cái trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ về phương diện luật pháp tôn giáo. Cho đến nay thì tôi càng khẳng định cái điều đó như vậy, và một số trường đại học khác và một số đối tác khác nữa. Chính vì thế cho nên nó tạo nên một cái mối hợp tác rất là phong phú, và cái điều này ấy, nó đảm bảo cho nó có thể có điều kiện để thành công trong cái dự án về tôn giáo và pháp quyền ở Việt Nam nói riêng, và thậm chí rộng ra là có thể là cả khu vực Đông Nam Á nữa, theo tôi biết như vậy. Thì cái tầm quan trọng của cái dự án này ấy, theo tôi trước hết cũng cần phải chú ý là thế này. Cái điều đầu tiên ấy, là cái dự án này ấy, là nó đã đi tiên phong trong việc nó mở ra một cái hướng nghiên cứu tôn giáo với chính trị, tôn giáo với xã hội rất là quan trọng, mà ở thời điểm những năm đầu tiên ấy, cũng chưa mấy ai là nghĩ đến, kể cả giới chuyên môn cũng như giới chính trị. Thì cái vấn đề đưa cái tôn giáo pháp quyền, cái chương trình nghiên cứu và đưa vào thực tiễn về nhà nước pháp quyền và tôn giáo ấy, nó là một cái hướng nghiên cứu có tính chất phổ quát và rất là cần thiết trong thời đại hiện nay. Thì việc chúng ta có được một cái dự án như thế thì nó rất phù hợp với lại cái bước đi của thời đại trong cái việc giải quyết vấn đề tôn giáo ở các quốc gia, ở các khu vực. Thế đấy là tôi nghĩ là cái tầm, cái tính chiến lược của nó thì có thể phải nhấn mạnh cái điều đầu tiên là như vậy. Một cái tầm quan trọng nữa theo tôi cũng rất là đáng chú ý của cái chương trình này là những người lãnh đạo AG và các đối tác của chúng tôi cũng như bản thân chúng tôi dần dần cũng hiểu nhau, thì nói rằng nếu chúng ta chỉ đi vào hướng lý thuyết không thôi thì có lẽ cái hiệu quả cũng là tốt nhưng mà chưa đủ, mà cái điều quan trọng, cái đích đến của chúng ta là phải thực tiễn chính đời sống tôn giáo đó, đó mới là cái quyết định thành công nhiều hay ít, nó là chỗ đấy. Thì từng năm một chúng ta đã có kế hoạch, chúng ta đã thực hiện, đã đưa được cái chương trình này vào trên nhiều tuyến. Cái tuyến đó là cái chuyện đưa vào trong cái đời sống của những cái người quản lý, những người làm cái công tác tôn giáo, để họ có thể hiểu và vận dụng được vấn đề này. Ở một cái tuyến khác thì nó đưa vào trong cái giới học thuật để củng cố thêm những kiến thức và để hiểu biết, tăng cái hiểu biết và củng cố kiến thức của giới học thuật. Và cái điều quan trọng lớn nữa đó là cái phương diện trực tiếp cái đời sống tôn giáo, thì nó lôi cuốn ngày càng nhiều hơn cái cộng đồng các tôn giáo, hẹp lại là những người chức sắc, những người trí thức của các tôn giáo, họ tham gia cái chương trình này, ủng hộ cho nó. Thì đấy là ba cái đối tượng chính, và tất cả những cái đó nó tạo nên, tôi gọi là cái tính thực tiễn, để nó cảm hóa có, thay đổi nhận thức có, và điều quan trọng đích nữa là nó tác động vào cái nhận thức để thay đổi, cái góp phần thay đổi cái bước tiến của cái đổi mới về cái chính sách tôn giáo ở Việt Nam.